Dù mới chích. Dạ. Không. Rồi. Có đâu. Đây nè. Chích ra. Cái đầu lên đầu. À không. Dứt rồi, dứt, dứt rồi. Chích rồi hả? Đấy. Ô, ông ơi lấy thả cái trên đó nha. Ok. Hiếu xin chào cả nhà nha. Mở đầu video thì Hiếu xin gửi lời chúc sức khỏe anh cô dì chú bác gần xa và các anh em đồng nghiệp luôn luôn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình nha. Thì hôm nay thì Hiếu lại nhà Dượng chơi cả nhà. Thì Dượng có nấu ong mật cho nên là Dượng kêu qua chơi rồi bắt giùm Dượng để lấy nhộng nấu cháo nha. Nên là sẵn đó thì Hiếu qua đây thì Hiếu review to ong luôn. Mùa này nó có mật như thế nào cho cả nhà xem. Thì bao ngày qua thì nói chung nó không có đi săn bắt gì được cả nhà. Săn ong thì mùa mưa thì mật nó không cũng hơi yếu, nó không có nhiều được. Nhiều khi có nhiều khi không. Còn mà bắt chuột thì trời mưa này á, máy cắt đồ nó cũng phức tạp lắm anh em. Nhiều khi cắt được miếng hai miếng thì mưa tới. Mưa lên mưa xuống cho nên là chuột rồi nó lên bờ hết trơn, nó không ở dưới ruộng nữa. Cũng khó. Rồi là Hiếu không ra clip được, mong anh em thông cảm nha. Anh em có yêu thương mến Hiếu nhớ chia sẻ video và cho Hiếu xin một lượt like, một lượt đăng ký để Hiếu có động lực làm những cái clip tiếp theo cho cả nhà xem. Bao ngày qua mưa là khổ lắm anh em ơi. Ông Dượng tuốt này kia nữa nha. Ông không ra đây quay phim trong nhà. Trời chuyển mưa đang thui nữa kìa. Kinh chân. Biết như nào đó. Hay quay trong đây này hơi chối nhưng mà chuyển đen hết trơn. Như chuẩn bị bỏ đuốc sẵn. Ấu ong này thì nằm trên cây dừa đó. Cảnh mới đó. Trên đây cũng có một ổ ong dè dẻ nữa cả nhà. Nó nhỏ. Okay. Giờ thì mời cả nhà cùng theo dõi Hiếu lời chinh phục con đó nha. Hiếu thằng thao tác Hiếu leo luôn nha. Đút khói trước. Ổ này cũng thấp. Cây dừa hơi trơn nha, gió lợi quá trời. Đó cũng trung bình khá bự luôn. Vinh như huynh nhân tạo xuống luôn á. Có mặt tức đỉnh rồi. Rồi vụt tay xuống. Ồ, phải chạy mạnh hết trơn nha. Lấy dao cắt cục mặt rồi đó.
chả hết trơn rồi. Trời, hai bộ mặt luôn, ngoài khó nữa nè. Trời tàn luôn nè. Mặt ngoài nè. Dập hết. Dục tay nó rớt xuống đất đi. Lên nhận vô cho anh ở giữa quá trời mù quá. Hả? Dạ bà lâu hả? Trời mưa lại tới nữa rồi. Mặt chút tới hơn xị xị mặt tới nha. Đã lò mà. Mưa tới luôn thật. Nói chung mùa này so săn bắt anh em không khó lắm nha. Trời mưa tới nữa nè. Đây nhà vườn trồng ổi rồi có kiểu nhiều nha. Dừa ngồi chắc hai vườn cháo nấu cháo luôn quá nè. Mấy cây nhộng nè. Vườn kêu là khoái ăn nấu cháo. Mình lấy cộng nấu cháo nấu lòng thịt à. Thì cái bây giờ đến đây thì Hiếu sẽ kết thúc nha nha. Mong cái nhà xem cũng thông cảm cho Hiếu nha. Thì Hiếu có thể là đăng lên luôn cho cả nhà xem biết Hiếu còn đi bắt ong nha. Chung cũng đi bắt kiếm mót mót rồi chứ mà ở nhà đâu có tiền xài. Cho nên thì anh em nào có mến yêu mến thương Hiếu ấy, nhớ chia sẻ cho Hiếu xin một like một lượt đăng ký nha. Rồi, ok anh em. Nãy thì video bắt ong nó ngắn quá cho nên là Hiếu sẽ làm một đoạn đi bắt giọt nha cả nhà. Nói chung là mưa gió mưa cũng mới tạnh luôn anh em. Mưa còn nhiễu gai 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 gác trên cây dừa xuống nè. Nước thì cũng đang xuống nha, xuống xẻo nè. Thì dưới đây sẽ có giọt nha. Thì bây giờ mời cả nhà cùng theo chân Hiếu đi mò giọt nha. Chiều có gì nướng mấy dừng chéo rồi làm ba lai xương xương. Đây là miền Tây mà dễ lắm. Đây bên Cù Lao. Sông xuống. Sông suối không. Ú, có gái đẹp đây vô kìa cậu. Ú, có gái đẹp luôn kìa cả nhà. Trong vườn dừa đâu vậy? Đây nè, Dượng thôi nhà quên nữa. Nãy giờ chơi Dượng chào cả nhà ra Dượng. Dạ. Dạ. Xuống luôn đi. Trước đi. Thôi mò trước đi rồi ăn sao. Giờ Dượng cháu xuống mất luôn rồi. Cuôn nước gì? Hồi té lại luôn. Ừ, té. Trời ơi, này là cái cầu xuống sông.
mò thực tế thì nó mới vui nè, chứ mình đi mua gì ăn đâu ngon. Này còn không hay là dọt y dưỡng mò hết rồi á. Dọt xong thì nó ít. Nào. Xuống cái tàu á, tàu gì dài lên, còn. Đúng rồi. Đây không mò hả? Chưa, nhận phí dưới gì mò dài lên. Đi đi. Chúng ta đang mò dài dài thôi. Ừ. Ôi cậu ơi, nào cái nhà đúng cạn nữa. Xăng quần lên đấy nha. Móc dọp đó, một em nè. Cái nhỏ, con nhỏ. Đây. Đây xẻo á. Mò hoài cho nên không còn bự. Hai em. Sao? Trời ơi sao lạnh vậy trời trời. Luôn rồi đó nha. Còn đi đâu xa mò gần nhà không có ăn. Đây nè. Ô con này không phải. Chét nhét nhét vô con này. Năm con à. Trời sắp mưa rồi, tranh thủ review bắt cái gì được bắt đó nha. Rồi hai con. Ừ, con ta được. Nè. Hai con luôn. Trời, nó xịt nước luôn rồi đó nha. Nè. Đó, đây nữa nè. Đó. Dạ, đây nữa hai con nữa nè. Nè. Mô lên nhập nè, nằm nè. Đó. Mưa. Đây nè.
hai con luôn. Đó. Nằm dưới sân. Một thao rồi đó. Nè, con nữa nè. Nói chung là nó có con bự con nhỏ đây nè cả nhà, đó, nên nè, đó, hai em. Nè, nó, nè, nó, hai con nè. Nè, nó. Được chưa? Có nè, nó, cào cái lên nè, thấy không? Bự luôn này giật. Đó. Nè nó. Nè con kính đi. Nè, đó. Đây nè, đó. Đợt mấy đợt trước lại mò con bồ bự hơn nữa kìa, để càng lâu cũng càng bự, gặp ai gặp thầy nữa, thầy ăn nữa, lại cứ mỗi lần lại mò. Ê ê ê ê đụng cái chích dạ không rồi có đâu chích rồi cái đầu nè chích con đây nè cái đầu à không. Dứt rồi, dứt, dứt rồi. Đây đâu, mất con này nữa nha, con nữa nè. Cái, cái. Ô, ông ở đây thì khác, cái trên đó nha. Học chơi đó. Đây, thao mình đổ ở đây, ngồi mình ra mình đụng nha, suốt mò tiếp. Trời, mưa gió quá trời, mưa tới nữa nha. Đau luôn rồi. Đây. Dạ hả? Xuống mò tiếp nha. Ừ, tranh thủ mò đi. Nó mưa tới à. Ừ. Đó. Ăn nữa nha. Đây nè. Mấy cái bãi là có à. Đây nè. Đột bãi như này. Nè, nè. Quá trời. Nè em ơi đây. Nè, con này cũng bự nữa nha. Nè nè. Con này nhỏ này. Nhóc ở trên bắt đây luôn nha. Đó. Quá trời. Đây nè. Đây nè. Nguyên cái xẻo này dài tuốt qua bên sông lớn luôn. Mò nó đã luôn. Thế rồi. Xuống rồi.
xuống giường rồi. Còn đó. Ngon. Bự không? Bãi gì đó các bạn, có chỗ nhiều lắm. Cái mò nó vui, hiểu là ốp video nha, có gì một hồi nữa lên review thành quả cho cả nhà xem tiếp. Đây cái nhà nãy thì đang mò, bây giờ trời mưa lại nha, nó mưa đụng đụng lên chạy lên luôn rồi. Đây nha. Thành quả một lát nồi 5 kg vậy. Nói chung nhỏ lớn đều thiên nhiên mà. Đó. Okay. Giờ thì Hiếu sẽ úp video cho anh nha. Thì cả nhà xem á thì thấy thương và thấy mến Hiếu, nhớ cho Hiếu xin một like, một lượt đăng ký để Hiếu có động lực làm những cái clip tiếp theo nha. Giờ thì Hiếu xin nói lời tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà những cái clip tiếp theo của Hiếu. Bye.